ăn kèo đêm hôm nha mọi người. Vision 27 K44F phá thường nha mọi người. Đây. Chào mọi người ha. Bây giờ làm máy xong là chiến liền mọi người ơi, thì cũng còn được chắc cũng một mớ xe ga nữa, nhưng mà giờ chắc em làm chiếc này chiếc cuối mọi người, chiếc này chiếc cuối rồi. Ngày mai anh em buổi sáng chắc em sẽ mở hai con radio buổi sáng nữa, rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ chạy lại em ha. Đó. Rồi cái này là Vision nha mọi người, mình cũng không nhớ nó là đời bao nhiêu luôn mọi người, nghĩ lâu quá mãi xem giờ không nhớ luôn nữa. Coi coi cái này là đời 2017 nha mọi người, phát thường. Đó, thì mình đang chọn là chủ xe có nhu cầu, là tại vì mình có nói từng map thì chủ xe nói là anh cứ mở đi, rồi nếu mốt chuyện mà làm xe gì đó thì để họ làm. Mình không có làm xe độ nha mọi người, mình không làm xe độ, mình chỉ làm xe ga, xe zin, xe fi thôi. Còn anh em nào có độ gì đem đâu độ độ chứ mình không có nhận xe độ nha mọi người. Đó, mình thì làm xe zin thôi đó, rồi sau này anh em muốn làm cái gì đó thì anh em đi đâu đó thì đó là chuyện của anh em. Rồi để mình chờ mình mở lên rồi mình test thử coi sao ha mọi người ha. Này hơi lâu mọi người, chắc cả phút đó mọi người. Cái gì nó cái gì nó mới nó cũng thích rồi mọi người. Thì cái này nó vừa nó là tính năng mới thì cái niềm vui nó cũng còn cao đó, còn cao thì nay mai nói chung là ngày mai ngày mốt thì anh em trên Facebook anh em cứ thấy là đa số là toàn là mở tua ACG từ từ, hình như là đăng ầm ầm luôn mọi người, rồi từ từ nó cũng vơi dần. Thì bây giờ mình mới đầu tư thì có xe làm mình quay lên để mình test cho anh em xem và cho khách hàng xem nữa đó. Chào mọi người ha. À, chưa anh ơi. À, có khách đóng cửa rồi nè, mình đóng cửa hết rồi nè, khách kêu rồi mình mở cửa ra mình làm cho người ta mọi người ơi. Đi cho mình đuổi nó về bả nè, má nó đang mở cửa nó sủa em mà. Rồi chờ xíu xong mình test thử cho mọi người coi thử coi nó như thế nào. À, máy này lúc mình mua máy này lúc mình mua hình như là 15.8 hay nhiêu mình không nhớ mọi người, lâu quá rồi mọi người. 15.8 rồi, hình như 15.8 đó. Mới cập nhật hả mọi người ơi. Cập nhật thì lâu lâu nó có mấy sự cố như thẻ nhớ đầu này kia thôi mọi người, nó hay bị lỗi thẻ nhớ thôi. Nếu không được thì rút ra cắm lại hoặc là nạp lại, không được thì mua thẻ nhớ khác nha mọi người. Cái máy của em này nạp lần đầu cũng bị lỗi do thẻ nhớ thôi. Đây mua lại thẻ nhớ mới, mà mua thẻ 2GB thôi, đừng mua thẻ cao quá cũng không được đâu. Rồi mọi người chờ xíu ha, chịu khó chờ xíu tại này nó nạp hơi lâu. Thì nó đã hỗ trợ, nếu mà không tính những dòng Kenhin như là Winner, WinX gì đó thì mấy cái dòng đó thì nó lúc trước rồi mình không bàn đi, mình chỉ bàn dòng xe đề từ xe ga thôi. Thì hình như nó hỗ trợ muốn gặp cái này. Mỹ đứng về mày đuổi nó về bánh ra, đuổi về bánh. Nó hỗ trợ cũng là lít nè, ly nè, SH mod cao, Vision Vario. Những cái mã xem mà nãy em có đăng lên đó mọi người cũng thấy rồi đó, nó cũng muốn gần full xe rồi. Thì nay mai nhà sản xuất họ cũng cập nhật cho chắc cũng gần đủ xe. Chó sủa ồn quá mọi người. Chào mọi người ha, chào anh em ha. Thì nãy mình có test thử mọi người, mình có test thử là cái xe nguyên bản đó, nguyên bản nó hơi gợn, hơi gần tí xíu. Nói chung là không làm gì, chỉ đút vô mình nâng cấp lên cho nó thôi, thì mùi nó giảm xuống cũng được là 4-5 phần đó mọi người. Nó giảm 4-5 phần theo mình nghĩ thì cái lượng xăng gió nó nhiều hơn thì nó bù vào cái chỗ đó, hình như là nó lướt qua luôn. Sao thì mình chưa tìm hiểu mọi người, tại mình làm xe zin không mà mình không có nói với theo những cái mà tính toán như thời gian phun cái này nọ, mình không có rành cái đó. Mình chỉ biết mình cảm nhận, mình chạy mình thấy nó khác cái cũ, không có làm gì hết thấy chạy nó đã khác rồi. Còn như xe zin anh em ra cái đóng hết ga thì xe zin cũng hư mọi người. Cái này mình làm lên tại nhiều lúc ngay cả bản thân mình lúc đang chạy mà mình muốn xin đường vượt của xe tải đó, mình bật nhanh mình vượt mà nó không cho thì mình nhích lên khúc đó thôi, mình qua nó mình tấp vô thôi, chứ ai biểu cứ lúc nào đích cũng đặt tốt sao yên chi. Xe nào không hư mọi người đó, xe nào không hư
mình làm mình lên cho nó nhẹ thôi, cho nhẹ xe nó bớt rung gần thôi đó. Nói chung là có cầu có cung nha mọi người, khách còn thích thì mình còn làm, nhà sản xuất còn cập nhật nha mọi người, cũng không có mất mấy đâu hết, vài triệu làm vài xe lấy lại nha mọi người. Em thì làm, em không có nói giá nhưng mà em làm tùm lum giá mọi người, thăng giá khác, lạ giá khác. Rồi giờ mình tắt máy bật lại thử coi, coi ok không mọi người. Rồi vậy là có đèn FI là được không mọi người ha. Rồi để mình thử không mọi người. Giờ một tay vịn một tay quay nó hơi rung, anh em chịu khó ha. Rồi bây giờ để mình thử mình nổ máy. Cầm cái này giùm coi, cầm cái này giùm coi. Xe này xe zin nha mọi người. Bỏ xe. Cái này km bánh trước, ở nhìn trong đây đi. Nhìn trong đây mọi người, km nó không có rồi. Để mình thử mình coi coi nha, cái vòng tua nó lên bao nhiêu nha mọi người. Cái này 10.000 rưỡi mọi người ơi. Này mình đang cho 10.000 rưỡi nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái vòng tua này thử coi nó lên được bao nhiêu. Bóp cái thắng bên này vậy. Bóp thắng này nè, thả cái tay này ra. Đứng ra bóp cái thắng này. Rồi dịnh cái nó ghi đông luôn để nó bay lên cái là má hú luôn á. Này mình chọn 10.500 nha mọi người, mà không dám nẹt mọi người á. Chạy ra ngoài mình thì mình không có chạy tốc độ, này ra chạy tốc độ thì nói chung mình đang chọn cái giải móp là 10.500 đó. Tại đối diện có người già mọi người, đối diện có người già nên là không có dám lên ra lớn. Nói chung là xe bây giờ là cảm giác khó hơn rồi. Rồi thì cũng quay lên thứ nhất là cho khách hàng biết là cái những dòng xe vậy mình có nhận là nâng cấp lên vòng tua máy lên cho nó chạy mượt hơn ha. Đó thì ai có nhu cầu thì cứ ghé mình, giá cũng hữu nghị thôi. Thì tạm thời anh em cứ comment vô cái video này ha, cho cái giá cho nó chuẩn mọi người ơi, chứ giờ em cũng chưa biết nên lấy bao nhiêu. Máy thì mua rất nhiều tiền mà đầu tư lúc nào cũng tốn tiền hết á. Bỏ miễn phí thì chắc không có rồi, tại vì mình bỏ ra tiền mua cái máy với này kia tính ra cũng cả 20 triệu mọi người. Tính gom lại cũng 20 triệu rồi, đó nên là phải lấy vốn là cái đã. Rồi hôm chào mọi người ha, kết nối video mọi người, ngày mai để em mở một vài con video nữa, nếu mà rảnh thì em quay em đăng lên cho anh em xem cho vui ha, em cho vui thôi. Rồi cảm ơn mọi người ha, chào mọi người. Chào anh em nha.